giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. DJ Mia Hồng Thanh chính thức lên tiếng về ồn ào tan vỡ. Những ngày qua, khán giả tiếc nuối vì chuyện tình cảm của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm. Mới đây nhất, họ lại lo lắng khi thấy giữa khuya, Hồng Thanh và DJ Mia cùng đang dòng trạng thái mang tâm trạng và nghi vấn tàn vỡ xuất hiện. Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, DJ xinh đẹp của chương trình Rap Việt đã có dòng trạng thái và đây là câu trả lời dành cho những thắc mắc từ phía khán giả. DJ Mia cho biết gia đình gọi điện thoại liên tục vì thông tin này. Em hoang mang quá mọi người ơi, sau một đêm tự nhiên mọi người đồn tụi em chia tay. Gia đình hai bên điện thoại em quá trời, rồi mấy anh chị em bạn gì hỏi thăm em hoang mang quá. Cảm ơn mọi người đã yêu thương tụi em và lo lắng cho em, nhưng mà tụi em không có chia tay. Em chửi ổng, em giận ổng thôi, chứ chưa có dám cãi em mọi người ơi. Trong khi đó, người đàn ông vừa mới thay đổi ảnh đại diện buồn bã, đăng ảnh nhớ em cho một cô gái khác cũng có ngay động thái về mối quan hệ với DJ Mia. Nam diễn viên hài cho biết, ủa sao mọi người đồn tụi em chia tay tùm lum vậy? Bà chửi em sáng giờ, bà tưởng em đồn mọi người ạ? Một lần nữa, Hồng Thanh khẳng định không có chuyện đương ai nấy đi như mọi người đang nghĩ. Cách đây ít ngày, anh còn khoe ảnh với bạn gái để nhắn nhủ. Một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối. Với cách phản hồi rõ ràng như thế này từ phía hai người trong cuộc thì khán giả có thể yên tâm rằng chẳng có chuyện tàn vỡ diễn ra. Mia chỉ đang giận dỗi bạn trai và đối phương có tâm trạng buồn nên mới xuất hiện những thay đổi trên mạng xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.